Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, thị trường hàng hóa tại thành phố Hải Phòng bắt đầu trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn. Người tiêu dùng thì bắt đầu nhộn nhịp đi mua sắm, trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, thành phố Hải Phòng đã thường xuyên theo dõi, đánh giá nguồn cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao để chủ động có phương án hoặc đề xuất phối hợp với các cơ quan chức năng, biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra việc sốt giá cục bộ trên địa bàn, hạn chế hình thức đầu cơ găm hàng với số lượng lớn gây biến động thị trường cung cầu hàng hóa trên địa bàn. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, 100% siêu thị đều triển khai việc bán hàng trực tuyến thông qua nhiều hình thức như đặt hàng qua mạng xã hội, website, số hotline, các ứng dụng điện thoại. Các siêu thị cam kết giữ giá ổn định và có nhiều chương trình khuyến mại dịp Tết, đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán.